Dịp lễ tưởng niệm ngày mất của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn được xem là đại lễ cúng giỗ Thánh Mẫu Mạc Triều, một hoạt động có nhiều ý nghĩa, không chỉ thu hút con cháu họ Mạc, gốc Mạc về tham dự, mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân trong và ngoài thành phố về tham dự, từng bước hình thành một điểm nhấn trong tour tuyến du lịch, lịch sử, văn hóa, tâm linh của thành phố Cảng. Và ngay bây giờ, lễ dâng hương Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung, Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn chuẩn bị được diễn ra long trọng tại chính điện của tư đường họ Mạc cổ trai xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Xin mời tiến sĩ Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, trưởng ban tổ chức chợ quê thời Mạc bắt đầu làm lễ. Xin trân trọng kính mời.